Và trên màn hình của tôi hiện nay thì đây chính là anh Terran, một tím của ông ta, một tím nhìn rất thủy chung đúng không ạ? Anh chính là anh Bad Luck, hay anh ấy đang sử dụng tên là Expansion. Chúng anh ấy xuất phát ở vị trí phía trên hướng 11 giờ ở trên map King Seon. Còn đây là anh game thủ Protoss của ông ta, anh game thủ Protoss màu màu xanh này. Anh ấy được biết đến với biệt danh là Thánh Quang, nói chung là cũng là thánh cả rồi, anh Valentine. Giới thiệu thêm cho các bạn thì chúng ta đang ở trên map này, The King Seon, cái map của vị King, nói chung là vị vua đấy ạ. Thì hai game thủ của chúng ta đều là hai thánh, anh thánh Bad Luck, anh đen đủi anh Bad Luck này của chúng ta. Đây là anh Bad Luck đây, anh ấy xuất phát này ở ở phía trên này. Phía này anh ấy đang ăn một ga, và như các bạn biết là anh ấy hiện nay thì cũng đã bắt đầu in mỏ rồi, sắp sửa hoàn thành xong con pop này, sắp sửa của anh này sắp sửa đi vào phía bên trong rồi. Và đã đi vào phía bên trong ngay lập tức là anh Bad Luck sẽ đóng đóng cửa chuồng luôn để không cho con pop kia chui ra được được phía ngoài, coi như là nó nằm nguyên ở bên trong này luôn rồi. Và hai anh ấy đang có một vài gửi lời hỏi han lẫn nhau ạ. Anh Bad Luck có vẻ rất vui khi mà đóng được chuồng của mình lại để không cho con Pop này thoát ra được bên ngoài. Pop của anh Thánh Quang thì hiện nay thì vẫn đang đi loanh quanh. À, như cảm thấy đấy, nó vẫn đang đi loanh quanh ở đây này, đấy, đang đi loanh quanh này. Đã có một pha ăn cắp Miro. Ăn cắp Miro thưa bạn. Tôi chỉ thấy là lạ là ăn cắp điểm gì, trả điểm gì cả. Vậy nay thì Reaper của anh Bad Luck đã bắt đầu di chuyển ra ra được phía ngoài rồi. Con Reaper này thì hiện nay là như các bạn biết rằng xu thế các game thủ Terran là luôn luôn sử dụng Reaper lúc đầu game. Tại vì hiện nay thì Reaper đã được tại bản một cái bản cập nhật khá lâu rồi. Thì Reaper đã được giảm giá thành lúc sản xuất, cho nên là các game thủ của Terran thường rất là năng nổ việc sử dụng lên Reaper. Và đến bây giờ thì cái thói quen này của các game thủ Terran thì cũng không thay đổi một chút nào cả, họ vẫn rất là năng nổ khi sử dụng Reaper. Và bây giờ thì Reaper của anh Bad Luck đã vào đến phía bên trong rồi. Vâng. Tôi hay quen mồm, tôi hay gọi anh Xpen là anh Bad Luck. Các bạn nào mà không quen lắm thì chắc là lâu lâu tôi sẽ phải gọi cả hai tên cho các bạn biết. Anh Protoss thì đuổi được con Reaper này đi, và ngay lập tức là anh ấy đã đặt xuống cho mình cái vị trí mỏ 2 ở đây. Anh đặt mỏ 2 cho mình để có thể là đẩy trận đấu về đến mid game. Như bạn biết rằng hiện nay thì anh Bad Luck thì cũng đã ăn mỏ 2 rồi. Các game thủ Terran hiện nay xu thế luôn luôn đánh với cả hai mỏ, chứ chẳng có ai ăn chơi một mỏ nữa. Và đặc biệt là Protoss thì cũng vậy. Protoss thì vốn là một cái chủng tộc được đánh giá là rất là onin, tức là có xu hướng onin với một mỏ. Tuy nhiên bây giờ thì anh này thì anh ấy cũng chơi hai mỏ luôn. Reaper đang có một pha giao tranh với cả con Stalker ở đây. Đã thoát rồi. Tốc độ của Reaper thì nhanh hơn so với cả Stalker một chút, cho nên nó chỉ cần chạy qua được khỏi tầm với là Stalker, nhưng nó không thể nào đuổi kịp luôn. Protoss hiện nay của ta các bạn thấy đấy, đang ăn hai ga, nhưng mà có vẻ anh ấy đang có một pha lỗi ở đây khi mà chỉ ăn có một hai con pop khai thác ga ở vị trí ở cái nhà ga này thôi. Bình thường thì phải là đủ ba như cái nhà bên này, nhưng lần này chỉ có hai ba. Không biết là anh ấy cố tình lỗi hay là do lỗi thật. Các thánh của chúng ta thì chỉ có thánh mồm thôi, chứ cũng không phải là thánh vật gì cả, nên là các bạn cứ thông cảm cho các anh thánh của chúng ta một tí. Hiện nay thì tôi thấy trên thanh production thì các bạn thấy là Terran thì đang lên nâng cấp combat suit, nâng cấp steam pack cho quân đội của mình. Steam là một nâng cấp rất quan trọng của bio của Terran, không có steam thì coi như quân đội Terran chả làm được cái tích sự gì các bạn. Nè, Reaper đã đi vào được phía bên trong rồi. Reaper đã lẻn vào được tận phía bên trong này rồi. Đã nhìn thấy được những cái tích quan trọng của Protoss ạ. Các bạn thấy đấy ạ. Nhiều tích bay đã bị phát hiện rồi. Fog cũng đã bị phát hiện rồi. Và bây giờ thì con Stalker và Mothership đang bắt đầu di chuyển ra phía bên ngoài. Ở vị trí phía trên này thì Protoss của chúng ta đã, các bạn thấy đấy ạ, đã có một con Observer đang loanh quanh ở đây rồi. Sắp sửa sang để mà phát hiện ra những cái gì đó lung tung ở bên trong mỏ của Terran. Hiện nay thì nó vẫn đang đứng ở phía ngoài này. Khi nào mà nó mới vào đến bên trong này thì nó mới nhìn thấy nhiều thứ. Không thấy hiện nay Terran của chúng ta, anh Bad Luck đang có hai nhà Bad Luck cùng đang add hai tech lab, một tech lab nâng cấp com hình như có vaccine xong rồi phải. Đúng rồi, có vaccine xong rồi. Còn đây là nâng cấp steam pack.
Nếu như các bạn nào mà vẫn hay thường xuyên theo dõi tôi cát hay là vẫn thường xuyên theo dõi giải đấu ở trên nước ngoài thì các bạn đều biết rằng là các game thủ Terran hiện nay rất là chăm chỉ lên lên Mauler. Tốt khi mà đối đầu với cả Terran thì thường là chỉ có hai build chính thôi, một là Colo như các bạn bạn đang thấy đây, hai là phải lên hai là lên HP. Thì Mauler lại là cái con có thể nói là rất là cực, nó chơi được trong tất cả mọi cả hai build này của Protoss, tức là kể cả Colo kể cả HP, Mauler nó cũng chơi hết. Cho nên là các game thủ Terran hiện nay xu thế thường là sẽ lên thật nhiều Mauler để có thể đối đầu với tất cả trong trong tất cả mọi ý đồ của Protoss. Và hiện nay thì một con Morin đã được đưa lên phía 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 trên này và rất may là nó chưa chết. Tuy nhiên là Terran sau khi phát hiện ra đối phương đã có Colo thì anh ấy cũng đã rút quân đội của mình trở về rồi. Hiện nay thì như các bạn thấy đấy, vâng, mới chỉ có một Colo thôi nhưng mà anh Bad Luck có vẻ hơi hơi rén á, anh ấy đã phải chờ quân lên, chờ thêm một con Mauler nữa lên, anh ấy mới bắt đầu đưa quân vào. Vâng, bắt đầu lao vào phía bên trong rồi, có lao vào luôn không, có lơi vào xử lý luôn nhau không, vâng không, lại rút ra ngoài rồi. Anh Protoss đã có được cái Proton Ngầu của Trạc và con Colo thứ hai, nên là Terran hiện nay cũng khá là khó để có thể lao vào được. Tuy nhiên là lợi thế của Terran ở đây các bạn có thể thấy là cái ram này khá to, cho nên là bây giờ Protoss mới chỉ có ba con Sentry này thì tôi nghĩ không thể nào đủ Fog Fill để có thể là ua kín được toàn bộ mỏ, nên kiểu gì kiểu Terran vẫn có thể lao lên được ở phía trên này. Terran Protoss đã phải đưa thêm một con Observer nữa, à không, vẫn là con Orb nãy thôi, đưa ra để có thể là phát hiện ra hướng tấn công của Terran. Hiện nay Terran đã để khá nhiều quân ở đây rồi, các bạn có thể thấy rằng là anh ấy đang có tận khá nhiều Mauler. Chúng ta cùng nhìn qua xem, khoảng tầm 8 Mauler. Vâng, Protoss đang lao ra ngoài rồi, Zilla đang lao lên Fog Fill rồi, hai Fog Fill, nhưng tôi nghĩ rằng là hai Fog Fill này chỉ là chủ và tự bóp mình là chính thôi. Vâng, không ổn rồi, quân đội của Terran đã rút ra phía sau rồi rồi, Protoss sẽ đang phải rút trở về phía sau. Vâng, đang phải rút trở về ở phía sau ạ. Protoss hiện nay với cái việc mà Fog Fill không có nhiều thì không thể nào có thể là hỗ trợ cho Colo được, khi mà Colo hiện nay vẫn chưa có nâng cấp tầm bắn xa. Trong khi đó thì Terran hiện nay đã có nâng cấp Steam rồi, có Basil rồi, cộng một tấn công rồi, nói chung là đủ thứ ở cái thời điểm này rồi. Cho nên là Protoss không nên đưa quân ra ra ở cái thời điểm này, không nên một chút nào, thì bạn cứ phải ở nhà thôi. Terran này trong cái khoảng thời gian này thì Terran bắt đầu đặt cho mình mỏ ba rồi, đặt mỏ ba thực ra mới chỉ ở chứ phải ăn mỏ ba mà mới chỉ đặt command center thứ ba thôi. Anh ấy đang đưa quân đi đâu, vâng, 20 vác ạ, 20 vác này đang bắt đầu trở lại quân chuẩn bị drop ở phía bên trong bên bay của Protoss. Protoss thời điểm này anh cũng đã bắt đầu đưa quân của mình vào phía bên trong, vâng, đã sẵn sàng để cho pha tấn công này rồi, pha drop bắt đầu diễn ra rồi, Colo đang có mặt đây và không được rồi. Sau khi phát hiện ra Colo thì mấy vác đã phải rút ra ngoài rồi, hai Colo luôn. Ở bên trong này thì có vẻ là quá đông rồi, ngay lập tức thì chúng ta nhìn thấy là Terran đã phải rút quân của mình ra phía bên ngoài, vâng, đã phải rút ra phía ngoài rồi, có vẻ là Terran sắp sửa tấn công ở vị trí bên bay chăng, vâng, chuẩn bị tấn công ở vị trí bên bay bên bay chăng. Protoss đâu, Protoss đang sắp sửa phải đưa quân ra không, có đưa quân ra không, không, vâng, vâng, pha rock vẫn bay ra, không ổn rồi, hai Colo đây thế này thì coi như là Terran hơi 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 thốn rồi. Thế này đã bắt đầu lao quân vào, tuy nhiên Protoss vừa chẳng đã bắt đầu được bật lên rồi, Colo đã bắt đầu được đưa ra phía bên ngoài, hai mươi vác này tại sao không hạ quân xuống mà lao thẳng vào luôn. Vâng, như bạn biết là lúc nãy thì quân đội của Terran tấn công vào ở hướng phía này, thì điểm đó Colo đang đứng ở vị trí phía trên ram, 20 bắc và drop thẳng phía sau của hai con Colo này, thì coi như Colo xác định luôn, tay thẳng vào Colo là Colo bốc hơi ngay. Colo là một unit có thể gây đam khá mạnh của Protoss, tuy nhiên bù lại thì khả năng phòng ngự của nó rất là kém. Hiện nay chúng ta thấy rằng Terran của chúng ta vẫn đang gây xem lên ở vị trí phía trên này, anh ấy đưa rất nhiều quân đội lên, thưa bạn, đưa rất nhiều quân đội lên và khá nhiều Mauler như tôi đang nhìn thấy. Mauler rất là quan trọng trong cái thời điểm này. Anh ấy đã có thêm hai con ba con Viking rồi, vâng, ba Viking rồi. Tuy nhiên là Protoss thì đã có, à không, vâng, mấy chỉ có hai Colo thôi. Protoss hiện nay đang bắt đầu đảo sang sử dụng di lọt chạc à trông, khi mà chúng ta có thể thấy là nâng cấp Storm đang bắt đầu được đặt xuống ở nhà Templar Kai này rồi. Hiện nay thì Terran vẫn đang để quân hết ở phía ngoài này. Theo như tôi thấy các game thủ Terran cấp cao, họ không bao giờ họ để quân đứng một chỗ như này thưa các bạn. Họ thường là cho quân di chuyển liên tục để có thể là tránh được những cái vị trí của những cái con op nằm như này. Như các cậu thấy đấy, Observer đứng im một chỗ là đã có thể nhìn thấy toàn bộ quân đội của Terran đang có mặt ở đây rồi. Có thể nói là đây là phải là anh Bad Luck sẽ phải rút kinh nghiệm ở cái việc đặt đưa quân như này, cần phải tránh tránh những cái vị trí đã tụ quân như vậy. Có thể nói hiện nay anh ấy bất cứ nhất động của anh ấy là đều bị đối phương phát hiện rồi. Vâng, bây giờ quân đội của Terran đang lao vào một lần nữa không, vâng, lao vào rồi, không được rồi, Stalker có mặt ở đây, khá đông Stalker. Thì này Viking cũng chưa thể nào đủ tự tin để mà lao vào bắn được. Rất may là Stalker này thì chưa có blink đấy ạ, cho nên là Stalker vẫn chỉ là những con Stalker ngố mà thôi. Quân đội của Terran chuẩn bị lao lên rồi, lao lên không, lao lên vào luôn đi, Zolo luôn, lao vào nhau luôn đi. Vâng, không, Terran rất
Vâng, rất cẩn thận, thì bạn lại rút quân ra ngoài rồi. Protoss lại đưa thêm một con Observer lên à? Hay là con Observer lúc nãy đây, tôi cũng chưa biết được. Hay là vâng, chưa chết con Observer nào chứng tỏ đấy là con Observer lúc nãy rồi. Quân đội của ta này như chúng ta nhìn thấy á, đã là gần max supply rồi. Vâng, Terran đã chuẩn bị lao rồi chưa? Hiện nay army supply của Terran đang là 124. Vâng, anh ấy đưa thêm cái CV nữa, bắt đầu lao vào trong rồi. Lao ạ, Steven, vâng, chơi luôn. Colo 2, Colo 3, 2, Colo không ăn thua, phải tạo 2 bóng, Colo không ăn thua. Có 2 bóng này đứng ở phía sau thì không thể nào mà tăng đam 2 bóng Colo chính được. Quân đội của Poto đang gì đây? Vâng, Hero tại sao lại kẹt, đứng kẹt ở phía sau này? Nó không thể hiểu nổi sao lại kẹt ở phía sau ạ. Vâng, bây giờ mới chạm vào phía bên trong. HT không thấy Storm gì cả. Vâng, không ổn rồi. Tuy nhiên là quân đội của Terran này cũng nằm xuống khá rồi. Bây giờ sao đây? À, hình như lúc này có Storm rồi, tôi chưa kịp nhìn rõ thôi. Cho nên Marine đã ngửa hết rồi, bây giờ thì chỉ còn toàn di lọt ở đây mà thôi. Còn HT này đây, vâng, một pha Storm nữa rồi, chính xác rồi. Bây giờ sao đây, 2 Viking lao lên, vâng, 4 Viking luôn. 4 Viking lao lên thời điểm này trả được làm gì cả. 4 Viking lao lên thời điểm này trả được làm gì cả, thưa các bạn. Khoảng hết mất Colo rồi, không còn Colo nữa rồi. Bây giờ bộ tốt của ta chỉ còn 19 con di lọt thôi. Vâng, rất hổ báo lao lên, giờ hiện nay đã có nâng cấp cộng 2 tấn công rồi. Cho nên là anh ấy rất là hổ báo, tự tin lao lên luôn. Từ ra này sao đây, vâng, phải đã đưa thêm Mavac ra để nhất quân của mình. Ô, không nhất được à? Mất quân rồi. Đây, Observer đang được đưa lên và Poto cũng đang bắt đầu đẩy quân của mình lên ở vị trí phía trên này. Vâng, lao không được rồi, gì lọt đi theo hàng dọc này có phải không ăn thua rồi. Vâng, rút quân trở về rồi. Thì bị lao lại này, HT đâu, không có một con HT ở đây rồi. Ôi, vâng, Poto đi lên kìa. Ôi giời, Poto một pha Storm rồi. Vâng, khá đẹp, chết khá nhiều Marine ở cái vị trí đó rồi. Bây giờ thì quân đội của Poto bắt đầu lao lên tấn công không. Vâng, hiện nay Poto cũng như các bạn thấy là Poto đã có nâng cấp cộng 1 giáp rồi, nên có thể nói là khá là khỏe chứ những cái con Marine chỉ có nâng cấp cộng 1 tấn công như này. Quân đội của ôi giời, không được rồi, lại đang ôi vâng rồi, A Trông đã nhập lại rồi. Bây giờ lao không đây, không được rồi, không thể lao được khi mà thời điểm này chúng ta thấy quân đội của Terran này đang khá cứng ở vị trí phía trên này. Quân army supply của Terran hiện nay đang là khoảng tầm 65 hơn so với cả Poto một chút. Từ quân đội của Terran đang steam lên để mà cố gắng bắt những con gì lọt đi lẻ này. Quân đội của Poto đang đứng ở phía sau này, vâng, đang đứng chờ rồi. Terran mà lao lên bây giờ chuẩn bị một pha stall lại lao lại. Ôi rồi xong rồi. Steam kìa, có Storm không? Vâng, vẫn chưa đủ Storm ạ. HT chưa đủ Storm, không ổn rồi. HP không đủ Storm thì không làm gì được thưa bạn. HP không đủ Storm rồi. A Trông không, có nhận thành A Trông không? Vâng, bây giờ thì đủ Storm rồi. Poto bắt đầu lao lên rồi. Một pha tấn công ạ. Lao Storm này. Terran phải giúp quân về. Terran không đủ máu để có thể Steam được nữa rồi. Và có giúp quân về không? Hình như bớt một pha Storm rồi. Quá đẹp luôn thưa bạn, quá đẹp luôn cho Poto của chúng ta. Bây giờ thì quân đội của Terran mà lao lên. Vâng, quân Rufus đã lao lên nữa rồi. HP đi quá xa, HP đứng ở quá xa rồi. Giờ đang bắt đầu bị cai chết rồi. Không còn nhiều giờ cho Poto của ta nữa. HP vẫn đang tiếp tục hùng dũng lên một pha Storm, nhưng mà Storm vào Mauder này không ăn thua rồi. Mauder rất khỏe thưa bạn, Mauder rất khỏe luôn. Trời, rất lì đòn chơi những cái pha tấn công như vậy. Và bây giờ Poto của ta đang bắt đầu, bây giờ mới bắt đầu đưa Poop lên để mà đặt Pylon. Vâng, quá lỗi thưa bạn, thời điểm này đáng lẽ anh ấy phải có Pylon ở vị trí phía trên này từ rất lâu rồi. Thời gian này của ta đã bắt đầu, vâng, có vẻ anh ấy quên upgrade rồi. Anh ấy chỉ có một nhà Energy Bay để có thể là nâng cấp cộng một giáp cho mình thôi. Nâng cấp cộng một tấn công đã dừng lại từ nãy giờ rồi. Tôi này đã có nâng cấp 22 cho mình rồi. Poto đã bắt đầu trở thành một cái con trâu thưa bạn. Vâng, bây giờ anh ấy sẽ làm một cái con trâu, sẽ lao thẳng vào ra, sẽ lao như châu húc mã đấy bạn, lao thẳng vào đám quân bio này của Terran mà chặt chém thôi. Tiếp tục thêm HT được đưa lên, tuy nhiên hiện nay HT hình như là vẫn chưa đủ energy để có thể là storm đâu. Một con Pop đang được đưa đi ở vị trí phía trên này, tôi nghĩ chắc là phải chuẩn bị, vâng, chính xác đặt pylon rồi. Anh ấy sẽ chuẩn bị một pha counter attack chăng, khi mà có thể là khi mà lao quân đội nhử cho đại quân, tất cả quân đội của Terran ra ở vị trí giữa map này, sau đó là bắt đầu một pha warp di lọt vào thẳng vị trí màu 3 để có thể là gây xem lên nền kinh tế của Terran. Bây giờ vâng, quân đội của Poto không, anh ấy đang bắt đầu lại tụ quân ở đây ạ. Tại sao lại không đặt một cái pylon ở phía sau? Vâng, bắt đầu lao rồi, HT đang lao lên, HT một pha storm rồi. Tuy nhiên là quân đội của Terran đã steam lên và đã có thể di chuyển ra ngoài được tầm tấn công. Nhưng chúng thấy quân đội của hai bên chia hai bên ra khá đẹp rồi. Quân đội của Poto đang gì đây? Anh có rất nhiều do tại sao anh không đưa một ít gì lọt ra đây mà tấn công vào vị trí màu 3 đi. Vâng, lao vào rồi. Gì mà lao rồi. HP đâu? Storm đi, Storm một pha Storm rất đẹp và ra tầm quân đội của Terran rồi. Một pha Storm nữa, quá đẹp luôn các bạn. Vâng, bây giờ thì gì lọt đã chiếm toàn bộ cái mỏ 2 này. Các bạn có thể thấy là gì lọt lao và chém rất phũ các bạn, lại gì lọt cầm hai thanh kiếm ánh sáng rất tự tin luôn. Vâng, rất tự tin chặt chém luôn. Vâng, quá cứng rồi. Quân đội của Terran bây này có vẻ nó có thể nói là nát bay rồi. Vâng, GG rồi. Đã phải gọi GG rồi. Và như vậy là chúc mừng game thủ Terran của chúng ta. Như vậy tỷ số của anh ấy đã là 1-0 rồi. Chúc mừng Terran. Và chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu thứ 2 thôi.
Mình đang theo dõi đây. Mình đang theo dõi đây nhưng mà mình thấy là mọi người có vẻ là kêu lag rất nhiều. Trong khi mình thì lại chả lag gì cả. Có thể nói là vấn đề